hơi bị lớn luôn. Ủa mà tại sao Bảo lại về Đà Nẵng làm gì? Rảnh quá. Đêm hôm qua con lại thức tới 5 giờ sáng để coi Bảo đi tới đâu. Thật sự mình không ngủ được bởi vì cảm thấy rằng là khi mà mình ở trên cao và mình thấy từng đợt gió và cơn mưa nó cứ ùn ùn ngập đến thì mình cảm thấy là mình rất là lo lắng. Điều mình lo lắng đầu tiên là gì? Mình biết rằng là mình phải làm sao để mình đền đáp lại tình cảm của khán giả dành cho mình đây. Điều thứ hai mình nghĩ là khi mà một cơn bão nó tới thì nó sẽ không dừng chỉ nửa ngày thôi, và nó sẽ đi, nó càng quét từ đầu cho tới cuối, cho đến cuối Cà Mau. Đại khái là vậy. Chứ không bao giờ mình nghĩ là cho đến chiều nay lúc mình ký điện thì nó lại dừng như thế. Tại vì thật sự là mình nghĩ rằng là làm gì có chuyện bão đi mà tự nhiên tới lúc mình cần nó lại ngừng. Làm gì có chuyện đó, đúng không? Không thể nào, vấn đề nào. Mà các bạn ở đây là vẫn cứ lấy sao chép bình thường, mọi thứ là vẫn cứ như là không chuyện gì xảy ra. Xong mình nói, ủa vẫn sao chép hả? Ủa vẫn sao chép hả? Thế xong mình nói là, thì mình cứ coi như không có gì xảy ra đi. Lúc đó mình thấy là được cái cũng 50 người đứng sân khấu rồi. Thế xong mình mới suy nghĩ, kiểu này chắc là lúc đó mình, các bạn suy nghĩ như mình không có một cái tâm bão mà đứng ở dưới trước biển như thế này. Biển à, biển rất là đẹp. Biển sóng vỗ về rất dễ thương, nhưng mà không có đi làm giá anh hiểu không? Sóng dập dìu đẹp lắm, biển mà không có sóng thì biển nó còn dập dào quá thế. Nhưng mà biển sóng quá, đến đầu tiên từ lúc 10 giờ sáng đến giờ là cái mình cảm thấy là dù giá nào mình mà tới. Và các bạn biết lúc mà trời mưa lúc 3 giờ chiều mình nói rằng là mình đứng ở trước cái phòng và mình thấy ngoài trời vẫn còn đang mưa, nó có thể nói là bây giờ hãy ngưng mưa giùm tôi, hãy ngưng gió giùm tôi, hãy ngưng bão giùm tôi, khán giả đông đông cái coi. Ấy vậy mà. Ủa mà các bạn sao đứng này chứ? Ủa làm sao vô hết rồi, chỗ không đứng thì đứng đầy hết rồi, làm sao ta đi? Đó là điều gì? Đó là tình cảm của tất cả quý vị các bạn đã dành cho Mỹ Tâm. Mỹ Tâm nói các bạn một lời xin lỗi thật sự. Tất cả những điều thời tiết không, có nghĩa là nhiều khi nó bất thường lắm. Mình nghĩ là con người mình cũng thời tiết mà. Cho nên là thời tiết nó có những lúc mà lúc giận, lúc hờn, lúc nắng mà không quan tâm. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng là thời tiết không làm cho mình cảm thấy mất tiết. Đó, mình phải lên máu mới được. Cho nên là chúng ta phải càng làm sao dậy hết đêm này. Lúc sáng mình nói là tâm bão cái lộn à, mình nói tâm chính, cơn bão tâm chính đã xuất hiện. Mà nó nhầm, mình nói là cơn sốt tâm chính thôi. Ai ngờ nó cơn bão tâm chính cho được như bão gì thì. Cho nên mình nói là cơn sốt tâm chính được xuất hiện tại Đà Nẵng. Cho nên là chúng ta phải làm cho tất cả mọi thứ trở nên cùng lỗ hơn á. Và chúng ta bây giờ thời gian này là của chúng ta, của tất cả mọi người chúng ta. Và bây giờ sẽ là cô ấy là ai? Rồi, có việc khác là xong đâu.
Cái thật ra là sáng nay tưởng hủy show rồi. Nguyên cái ekip mà nó gặp mình mà giống như là im lặng không nói một tiếng nào luôn mà. Mà cảm giác giống như là chết cha rồi, giờ không biết cái nói chuyện sao luôn á. Chuyện ơi, ngoài trời nó bão ghê lắm, người ta đánh nóng. Tưởng mình không biết. Tất cả mọi người gặp mình là im lặng luôn. Mà nói chị ơi, hôm nay nhiều khi ngày có 50 người tới thân. Nói gì vui vậy thôi chứ em nghĩ chị sợ à. Em nghĩ chị sợ à. Chuyện buồn mà cứ vui vui vui. Nghĩ sao mà sợ bão hoài. Rồi bây giờ nè. Bảo là nó thương mình lắm, trời cũng thương mình lắm. Cho nên là các bạn yên tâm đi, mình bây giờ cứ tung trời đi. Mình sẽ tung trời tới 22 giờ hôm nay, trời sẽ mưa. Gió giật cấp 10. Nhiệt độ trên 10 km thấp nhất từ độ 18 đến 32. Sao? Không, thì nó 9 giờ là mình hết rồi, mình được tới ngày 10 giờ là mình hết. Ủa không chịu là sao? Không chịu là sao thì chưa hiểu. À nó tới 10 giờ đó hả? Vậy em xin lỗi với anh bạn. Ý em nói là 10 giờ không hết. Là sau 10 giờ anh mới mưa. Anh hiểu không? À nghĩa là sau 10 giờ anh mới mưa và 11 giờ nó 11 giờ khán giả về rồi anh mới mưa à, ok à, giờ mới có 8 giờ mới bây giờ mình sẽ hát bài gì hả? Chỉ muốn đứng ở đây hoài luôn, không còn hát cũng được. Mà chỉ thích đứng đây thôi. Đi khôn má. Người ta nãy giờ nó khùng vậy đó. Nhưng mà đừng có khùng dễ thương. Cái là một. À, về Đà Nẵng, thật sự là nói mà thật sự tâm rất là lo. Nói mà nói vui vậy đó. Sáng nay cũng lo đó. Mình cảm thấy là sợ mình thời tiết sẽ làm cho mọi người cảm thấy chuồng lòng. Và mình sẽ làm cho mọi người phiền lòng nữa. Khi mà phải tổ chức ở đây. Mình biết là cái không gian rất là đẹp, biển rất là đẹp, biển một bên, rác bên. Rồi xong rồi nhớ dọn rác nha. Bạn nào mà cầm ly, cầm đồ là dọn rác là chỗ này sạch đẹp nha. Mình không nói trước nha, mình nói trước luôn á. Biển một bên thì em một bên. Và mọi thứ sẽ cảm thấy hoàn hảo hơn nếu như mà mọi thứ cảm thấy êm đềm, hạnh phúc. Thì có thể là các bạn chưa biết được mình sẽ hát gì cái khúc tiếp theo, nhưng mà thật sự mình gặp với nhau đây là mình vui rồi đúng không? Thì bây giờ thôi mình hát cái bài mình cảm thấy rằng là dù anh có đi như thế nào, dù anh có ra sao, nhưng mà em vẫn yêu anh. Cái khúc này ở Sài Gòn không hát, Hà Nội không hát, Đà Nẵng hát.